Chào mừng các em đến với bài giảng môn sinh học lớp 12. Các em xin thân mến, ở bài giảng trước chúng ta đã tìm hiểu về đột biến lệch bội. Và đột biến lệch bội là đột biến xảy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm mắc thể. Nếu như đột biến xảy ra tất cả các cặp nhiễm mắc thể thì gọi là đột biến đa bội. Thì trong bài giảng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đột biến đa bội đột biến đa bội được chia làm hai loại đó là đột biến tự đa bội và đột biến dị đa bội thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về đột biến tự đa bội à, quan sát hình mấy em thấy đây là cái thể lưỡng bội 2 n bình thường đây là thể ba à, tại sao gọi là thể 3? thể ba là tại vì ở cái cặp nhiễm thể màu đỏ này nè bình thường là nó chỉ có hai chiếc bây giờ nó có thêm một chiếc thì gọi là thể 3 2 n cộng một còn quan sát hình bên đây chúng ta sẽ thấy là tất cả các cặp nhiễm hấp thể tương đồng nó đều tăng thêm một chiếc và tạo thành cái thể tam bội 3N. Và thể tam bội 3N là một trong những ví dụ về đột biến tự đa bội. thế mấy em thế nào là đột biến tự đa bội? Thì đột biến tự đa bội là sự tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài. Nghĩa là mỗi lần tăng nó tăng N chiếc. Có thể tăng N chiếc, tăng ha 2N chiếc, 3N chiếc và phải lớn hơn 2N, nghĩa là từ 3N trở lên. Và nếu như 3N, 5N, 7N chúng ta gọi là đa bộ lẻ, còn 4N, 6N, 8N chúng ta gọi là đa bộ chẳng. Rồi chúng ta tìm hiểu về cái cơ chế phát sinh đột biến tự đa bội. Thì đột biến tự đa bội có thể phát sinh trong giảm phân, cũng có thể phát sinh trong nguyên phân. Giờ tìm hiểu cái cơ chế đột biến tự đa bội phát sinh trong giảm phân quan sát hình mấy em thấy đây là cơ thể bố có 2n nhiễm sắc thể, khi giảm phân bình thường sẽ tạo giao tử có n nhiễm sắc thể là giao tử bình thường. Còn hôm nay là cơ thể mẹ có 2n nhiễm sắc thể. Rồi trong quá trình giảm phân dưới sự tác động của các tác ngăn ngay đột biến thì tất cả các cặp nhiễm sắc thể đều không phân ly, tạo ra cái giao tử không bình thường. Giao tử không bình thường là giao tử 2n nó chứa cả hai n nhiễm sắc thể. Rồi trong quá trình thụ tinh thì cái giao tử không bình thường là hai n này nó kết hợp với cho tôi giao tử bình thường n để tạo thành hợp tử 3 n đây là có thể tam bội hoặc cái trường hợp bố cả bố và mẹ đều giảm phân không bình thường giảm phân bị gối loạn thì cho giao tử không bình thường là hai n bố cho giao tử không bình thường hai n mẹ cũng cho giao tử không bình thường hai n thì khi hai giao tử không bình thường này kết hợp với nhau sẽ tạo thành hợp tử 4 n phát triển thành thể tứ bội. Nhiễm ta tóm tắt lại về cái cơ chế vaccine đột biến tự đa bội qua quá trình giảm phân thì các tác nhân gây đột biến gây ra sự không phân ly của tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Nhắc lại ha, không phân ly của tất cả các cặp nhiễm sắc thể mà nó tạo ra giao tử không bình thường. Như nãy mình nói đó, giao tử không bình thường là giao tử chứa cả hai n nhiễm sắc thể, à, giao tử chứa cả hai n nhiễm sắc thể rồi sự kết hợp giữa giao tử không bình thường với giao tử bình thường hoặc giữa các giao tử không bình thường với nhau sẽ tạo ra đột biến tự đa bội có thể là tam bội tứ bội ví dụ thì chúng ta có thể ghi ví dụ là giao tử 2 n kết hợp với giao tử n sẽ tạo ra cái cơ thể tam bội 3 n còn giao tử 2 n kết hợp với giao tử 2 n sẽ tạo ra cơ thể tứ bội là 4 n đó là cơ chế phát sinh đột biến tự đa bội trong quá trình giảm phân. Chúng ta tìm hiểu về cái cơ chế phát sinh đột biến tự đa bội trong nguyên phân. thì trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử dưới sự tác động của các tác nhân gây đột biến, thì nếu tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly thì sẽ tạo nên là thể tự đa bội. mà chúng ta biết là cái tế bào hợp tử là tế bào được tạo nên bởi tế bào trứng kết hợp với tinh trùng tạo thành tế bào hợp tử nếu trong cái giai, cái, cái giai đoạn mà mà phân chia đầu tiên của hợp tử đó các tác nhân gây đột biến tác động vô gây gối loạn quá trình mà mà nguyên phân vậy thì lúc này khi gây gối loạn quá trình phân tất cả các cặp nhiễm có thể không phân ly thì sẽ tạo nên đột biến là phải tứ bội ví dụ như quan sát hình chúng ta thấy hay là cái đột biến là tự ra bội rồi chúng ta tìm hiểu cái dạng thứ hai của đột biến đa bội đó là đột biến dị đa bội mình coi cái đột biến dị đa bội nó khác với đột biến tự đa bội ở những điểm nào à, quan sát hình ở đây chúng ta thấy à, loài A nó có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội người ta ký hiệu là A vậy khi giảm phân bình thường tạo giao tử bình thường là giao tử A loài B có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ký hiệu là BB khi giảm phân bình thường nó cho cái giao tử đó là giao tử B rồi khi thụ tinh giao tử a kết hợp với tử b sẽ tạo ra cái cơ thể con lai đó chính là ab và ab này thì nó bất thụ tại sao bất thụ nghĩa là không có khả năng sinh sản hữu tính à, lý do là vì cái hình dạng cái cấu trúc của nhiễm sắc thể a và nhiễm sắc thể b nó khác nhau không thể nào bắt cặp trong cái quá trình mà giảm phân không thể nào tạo nên cặp nhiễm thể tương đồng rồi bắt cặp tiếp hợp trao đổi chéo trong quá trình giảm phân hình thành giao tử gây gối loạn quá trình giảm phân hình thành giao tử do đó là con lai này bắt thụ à, nếu được sử dụng conticin để mà đa bội quá lên conticin là một cái quá chất là dùng để đa bội quá nghĩa là nó gấp đôi bộ nhiễm sắc thể này là ab thì nó sẽ gấp đôi thành aa bb người ta gọi là thể song nhị bội tại, tha, tại sao gọi là thể song nhị bội tại vì nó mang bộ nhiễm sắc thể Song nhị bội nghĩa là nó mang bộ nhiễm thể lưỡng bội của hai loài aa là của loài a à, bb là của là b đây là thể xong nhị bội và nó hữu thụ. Nào, nó có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. Tại vì A bắt cặp được với A, Những mất thể B bắt cặp được với B. Do đó nó có khả năng là tạo giao tử và sinh sản hữu tính bình thường. Thì đó là chúng ta về phân tích về cái sơ đồ cơ chế hình thành thể xong nhị bội thông qua là lai xa và đa bội hóa bằng con xin. Từ đây chúng ta rút ra được cái khái niệm về đột biến là dị đa bội. Đột biến dị đa bội là cái hiện tượng làm gia tăng số bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai lòi khác nhau trong một tế bào. Và ở đây nhìn hình chúng ta thấy có thể xong dị bội nó AABB, nó mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của cả hai lòi. Còn đột biến tự đa bội thì nó chỉ mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của một lòi. Và để tạo được có thể xong dị bội này cần phải có cái quá trình lai xa. Lai xa là lai giữa hai lòi khác nhau có bộ nhiễm sắc thể khác nhau à, có lai xa có đa bội quá thì mới ra được thể xong nhị bội hay là đột biến dị đa bội còn đối với cái cái phần đột biến tự đa bội thì cái cơ chế chúng nó chúng ta tìm hiểu ha à, ta vừa tìm hiểu rồi là nó không có lai xa và đa bội quá còn đối với đột biến là dị đa bội cần phải có lai xa và đa bội quá và đây cũng chính là cái cơ chế của đột biến dị đa bội do hiện tượng lai xa kèm theo đa bội quá sẽ làm phát sinh thể dị đa bội gọi là thể xong nhị bội nhắc lại xong nhị bội là nó mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau trên hình là AABB đó Rồi ví dụ thì chúng ta có thể ghi ví dụ về la giữa cải bắp với cải cũ củ. là của KB cô thì KB cô là mong muốn là tạo ra một cái loại rau màu mới mà vừa có cái lá mà nó to lá nhiều như là cải bắp và cái rễ thì to như cải cũ nghe thu được hai sản phẩm thì ông cho cải bắp và cải củ là lai xa với nhau. Về cái bộ nhiễm sắc thể của cải bắp là 18B. Cái ký hiệu 18B của cải củ là 18R. Về số lượng đều là 18 hết. Nhưng tuy nhiên cái cấu trúc hình dạng khác nhau. Do đó người ta ký hiệu là B và R. Thì tạo nên con lai bắt thụ là 9B cộng với 9R. À, tại sao nó bắt thụ? Thì nãy nói rồi đó là do cái cái cấu trúc, cái hình dạng của nhiễm sắc thể B và nhiễm sắc thể R là khác nhau không thể nào tạo thành cặp tương đồng để tiếp hợp trao đổi chéo trong quá trình giảm phân thành giao tử bình thường được. Rồi sau đó ông sử dụng con để mà đa bội quá lên thì tạo ra thể song nhị bội là hữu thụ là 18b cộng 18r nghĩa là nó gấp đôi bộ nhiễm sắc thể của cái con lai là 9b với 9r hữu thụ. Tuy nhiên cái kết quả này thì chúng ta thấy là không như mong đợi của ông nghĩa là không thành công. Rồi ông mong muốn là tạo ra một cái loại mới là nó vừa mang đặc điểm của là vừa có lá to vừa có cái gãy to thu được hai sản phẩm nhưng mà cái kết quả thì không như mong muốn của ông thì chúng ta có thể là ghi nhận cái ví dụ về lai cải bắp cải cũ củ của capetinco lúc này có thể xong nhị bội trong cái thí nghiệm này thực tế nó cũng là một cái loài mới mở ra cái chuyển vọng để chúng ta nghiên cứu thêm trong quá trình là tạo nên các cái giống mới thì chúng ta tìm hiểu về hậu quả và vai trò của đột biến đa bội. Chúng ta nói trước về hậu quả của đột biến đa bội. Ở quan sát hình chúng ta thấy là đây là cam 2n là lưỡng bội thông thường nó có hạt, nó có khả năng sinh sản hữu tính. Còn đối với cam 3n này thì nó lại không có hạt. Thì hoặc là dưa hấu mặt trời đỏ là dưa hấu tam bội đó 3n nó không có hạt, không có khả năng sinh sản hữu tính thì 3N này chính là đa bộ lẻ thì thể đa bộ lẻ như 3N, 5N, 7N thì nó thường không có khả năng sinh sản hữu tính do không có khả năng tạo giao tử bình thường chúng ta lưu ý ha đa bộ lẻ thì không có khả năng sản hữu tính do không có khả năng tạo giao tử bình thường à, quan sát hình thêm thì chúng ta thấy đây là cái nho đa bội nó có kích thước lớn hơn rất nhiều à, so với là ở nho tứ bội nó có kích thước Lớn rất nhiều so với cái nho lưỡng bội. À, đây là chú tam bội, không có hạt. Hoặc là cái ẩu tam bội nó cũng không hạt. Và chúng ta thấy là cái thể đa bội này gặp phổ biến ở thực vật và hiếm gặp ở động vật. Vì thường gây chết hoặc là mất cái khả năng sinh sản ở động vật. Đối với động vật thì cái hệ thần kinh đằng kia chúng ta thấy là nó rất là nhạy cảm khi tác động các tác nhân gây đột biến là nó dễ bị mất khả năng sinh sản hoặc là nó chết do đó là cái thể đa bội này gặp phổ biến ở thực vật mà ít gặp ở động vật về cái vai trò thì chúng ta thấy chẳng hạn như quan sát cái hình ở đây sản phẩm về tam bội và tứ bội thì nó sẽ có kích thước lớn hơn rất là nhiều là so với là lưỡng bội do đó người ta nói là là cái tế bào đa bội thì nó có hàm lượng adn tăng gấp bội bên kia nó có 2 n thằng này là 3 n là 4 n là 5 n nó tăng lên gấp bội tăng mỗi lần là n chiếc nhiễm chất thể do đó cái quá trình là sinh tổng hợp các cái chất hữu cơ diễn ra rất là mạnh mẽ làm cho các tế bào to hơn bình thường rồi cơ quan sinh dưỡng cũng to hơn bình thường phát triển khỏe và chống chịu rất là tốt và được ứng dụng để mà tạo ra các cái cây trồng đặc biệt là cây trồng không hạt ví dụ như những cái đột biến về đa bội lẻ như tam bội thì người ta thường ứng dụng để tạo ra những cây trồng là không có hạt thì tại sao tứ bội nó có thể là lớn hơn kích thước nó lớn hơn là tam bội nhưng người ta không sử dụng tại vì tứ bội nó có khả năng sản bình thường nó có hạt hạt nó cũng rất là to do đó người ta sử dụng là tam bội là phổ biến rồi nó có vai trò trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành nên loại mới và mình lưu ý ha là đột biến đa bội này nó chủ yếu là nó hình thành lời mới ở cái nhóm thực vật có qua và và, và dương sĩ à, thực vật có qua và dương sĩ tại vì đề thi à, một số câu trắc nghiệm người ta sẽ hỏi thì chúng ta nhớ là đối với đột biến về đa bội này thì mình gặp là phổ biến ở thực vật có qua và dương sĩ bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức gì học để mình luyện à, tập Trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra cái lượng kiến thức của mình. Câu 1. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? Thì giao tử đơn bội là n, giao tử lưỡng bội là 2n. n kết hợp với 2n nó sẽ ra 3n, đó chính là thể tam bội. Chúng ta chọn đáp án là C. Rồi câu 2. Lòi A có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 20, lòi B có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 24. Khi cho lai xa và đa bội quá, hai loài này sẽ tạo nên thể song nhị bội có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là nhiêu? Thì thể song nhị bội thì chúng ta thấy nó mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài, thì chúng ta chỉ cần lấy cái số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài cộng lại, thì chúng ta sẽ ra được đáp án đúng. Nhắc lại ha. Thể xong nhị bội thì nó sẽ mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai lầu. Vì vậy mình sẽ cộng cái số lượng nhiễm thể lưỡng bội hai lầu lại. Thì 20 cộng với 24. Thì nó ra 44 nhiễm sắc thể. Rồi chúng ta thử sức tiếp ở câu số 3. Cơ thể có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt là kết quả của quá trình đột biến nào sau đây? Thì câu này chúng ta vừa học ha, chúng ta dễ dàng chọn đáp án nó chính là đột biến đa bội. Nó làm cho cái hàm lượng aden tăng gấp bội. từ hai n nó thành 3n, 4n, 5n, 6n. Do đó là nó có kích thước tế bào to cơ quan sinh, sinh sinh dưỡng to chống chịu tốt. Rồi câu số 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến đa bội? Vậy chúng ta phân tích từng đáp án ha, coi là đáp án nào phát biểu là đúng. A xảy ra tại một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng và nhớ đột biến đa bội là xảy ra ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể tương đồng nó tăng là tăng ít nhất là tăng n chiếc mình lưu ý ha chứ không phải xảy ra tại một hoặc một số cặp là có đột biến lệch bội vậy đáp án a là chưa được đáp án b chỉ phát sinh trong giảm phân thì mình thấy là cái đột biến về đa bội dụ đột biến tự đa bội thì nó có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc là giảm phân cho nó nó chỉ phát sinh trong giảm phân là chưa đúng c đột biến đa bội chẳng thường không có khả năng sinh sản hữu tính ta đổi thành đột biến đa bội lẻ thì nó mới không có khả năng sản hữu tính còn đột biến đa bội chẳng có khả năng sản hữu tính à, vậy đáp án đúng của mình là đáp án d mình đọc coi tại sao nó đúng ha thể tam bội thường được sử dụng để tạo ra quả không hạt nghĩa là tam bội là đa bội lẻ đó dưa hấu mặt trời đỏ dưa hấu tam bội vậy thì tiết sau thì chúng ta sẽ học cái phần bài tập về cấu trúc của gen, quá trình nhân đôi ADN và đột biến gen thì nội dung bài tập và các công thức thì thầy sẽ gửi qua zalo nhóm cho lớp ha Nên tiết sau chúng ta sẽ học bài tập thì bài giảng chúng ta tới đây là kết thúc hẹn gặp lại các em ở bài giảng sau chào tạm biệt các em chúc các em học tốt